Người phụ nữ ngang nhiên bứng trộm cây cảnh ở phố Mỹ Hưng, bị nhắc nhở còn cố chấp em chỉ xin một, hai cây thôi mà. Những ngày qua, cộng đồng mạng rầm rộ chia sẻ đoạn clip quay lại hình ảnh người một phụ nữ dừng xe máy để bứng trộm cây cảnh ven đường, bị nhắc nhở vẫn thản nhiên lấy cây rồi đi mất. Sự việc trên được cho biết xảy ra tại khu vực phố Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung clip, người phụ nữ dựng chiếc xe máy trên cầu rồi dùng chiếc bay nhỏ bứng cây cảnh được trồng tại lan can cầu ở khu vực phố Mỹ Hưng, rồi cho vào túi ni lông. Chị này bứng thêm dốc đất từ bồn vào túi cây vừa lấy trộm. Người đàn ông quay clip đi tới ngăn cản, chị ơi, chị lấy cái đó làm chi vậy? Bứng của người ta làm chi? Cái này có bao nhiêu tiền đâu mà chị bứng của người ta, phố Mỹ Hưng người ta trồng cho đẹp đường sá. Người phụ nữ đeo kính, che khẩu trang kín mít, đáp với giọng tỉnh bơ, dạ dân em biết. Em chỉ xin một cây, hai cây thôi mà. Trộm xong cây, người phụ nữ bê ra để vào vỏ xe máy rồi rời đi. Khi người đàn ông quay clip nói sẽ gọi người quản lý của phố Mỹ Hưng tới, chị này tiếp tục thách thức dân, anh gọi dùm. Trước thái độ và hành động phản cảm của người trộm cây, người đàn ông quay clip bức xúc nói, cái này ăn cắp giặt. Những cái khác chị ăn cắp còn dữ hơn đó chị. Đoạn clip trên được đăng tải khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ với báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, anh M. Tờ quê Bạc Liêu, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, là người quay lại clip cho biết, anh bắt gặp người phụ nữ trộm cây này vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 28 tháng 9, trên đường đi làm đến chân cầu Cả Cấm 2, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chị này mang theo cả xẻng nhỏ và túi ni lông, cho thấy ý định lấy trộm cây đã có sẵn từ trước. Chị ấy bứng 3 cây qua nhưng khi thấy tôi quay clip thì chị chỉ lấy 1 cây, sau đó lái xe bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ do chị ngại anh mờ. Tờ nói. Hành động của người phụ nữ khiến anh mờ. Tờ vô cùng bức xúc ảnh cắt từ clip. Còn theo thông tin trên tờ Đất Việt, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận sự việc xảy ra tại cầu Cả Cấm 2 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú. Chúng tôi cũng đã được xem hình ảnh đó qua clip được nhiều người chia sẻ rồi. Những chậu hoa đó được để trên cầu Cả Cấm 2 do công ty Phú Mỹ Hưng trồng và chăm sóc. Bảo vệ của công ty này cũng đã ghi nhận sự việc qua camera, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú cho biết. Theo vị lãnh đạo này, tại vị trí đó, trước đây cũng đã từng xảy ra trường hợp người dân lấy trộm chậu hoa mang về nhà. Tất cả những trường hợp này, phía công ty Phú Mỹ Hưng đều mời lên nhắc nhở. Do giá trị của những chậu hoa đó không lớn nên phía công ty chỉ nhắc nhở những người có hành vi đó thôi chứ không báo lại phường. Mặc dù giá trị của những chậu hoa không lớn nhưng xét về ý thức của những người đó thì rất kém, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú cho biết thêm. Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Đăng Đoàn, luật sư thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trên báo Thanh Niên, tại điều 53 nghị định 139/2017 nghị định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa có quy định rõ các mức xử phạt. Cụ thể, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đục khói, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng ghế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi tự ý chặt hạ, di dời, đốt gốc, đào gốc cây xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh không đúng quy định.